xin chào tất cả anh em đam mê xe cộ ha. Hôm nay mình sẽ review anh em coi ba con xe mình đang rao bán luôn nha anh em. Sẵn đây mình sẽ chia sẻ với anh em ha. Anh em xem video thấy có hay cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ ha. Em chân thành cảm ơn tất cả anh em nhiều nha. Rồi vô vấn đề luôn anh em ơi. Đây. Đây là ba con xe nha anh em. À, một con quay MTE thắng đẻ, xe biển số thành phố số đẹp nha. Một con Superdime đời 2002, con 67, con 67 thì có anh trai đã chốt rồi. Ở đây thì mình muốn quay video để chia sẻ anh em xem vui thôi nha. À, có gì sơ sót thì mong anh em bỏ qua cho em nha. Rồi cảm ơn anh em trước nha. Trước tiên mình vô con xe cổ trước đi nha anh em. Đây là con 67. Xe đã dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài. Máy zin cực kỳ êm nha. Xe đang đi 5 số nha anh em. Cùm ghi đông con tắt. Cây thắng đồ zin hết nha anh em. Đồng hồ zin luôn nha. Đồng hồ km vẫn còn lên bình thường. Bình xăng zin, nắp xăng đồ zin hết nha. Xe này còn đồ zin cũng hơi khá khá anh em. Đầu lòng zin. Đây mấy cánh chim này zin nè anh em. À, từ ngày 1967 giờ nó cũng lâu mà cánh chim còn zin ha anh em ha. Có xăng zin nè. Bình xăng này thì nó lai rồi. Đây là đầu lòng. Đầu lòng zin nha anh em. Nó zin là nó có để đây M4 nha anh em. Từ mới lòng thường thường lòng gian, lòng lòng nhôm này nó để là M1, M2, M3, M4, M5 luôn đó nha anh em. Nó theo nói chung là theo mình hiểu biết thôi. Đây quay sơ cho anh em coi ha. À, xe đó thì mình đã bán rồi nha anh em, có khách chốt rồi mà mình là quay video chia sẻ anh em xem vui thôi. Còn con Superdime này à, mình giao bán giùm một thằng em trai nha anh em. Đây đó, Superdime dọn mới phục nay zin ha. À, liền ở sân bôi nè anh em. Đây xe này dọn liền lạc nha. Anh em về thay bộ câm vô ha. Xe này chưa gất đầu nha anh em. Đây. Con đầu còn ok lắm nha anh em. Xanh lè lét luôn nha anh em. Đó. Em cầm vừa quay nó có rung lắc à, mong anh em thông cảm nha. Đang đi bình xăng của hàng Dim Lùng 99 đi ống hơi luôn đó anh em nè. Cục xá xị chứ. Nay zin ha. Đấy, đầy zin đấy nè. Đó, gấp hộp sên. Đầy bô đây. Xe ngày hôm qua cũng có quay chưa giữa đây giữa rồi nè. 2543. Bô di tăng áp. À, anh em thấy không? Cùng bô tay. Còn con này là con quay thái của mình nè, biển số đẹp. Xe mình đang đứng ủy quyền nha anh em. Mua mình đi bữa giờ. Xe này mình cũng review anh em nhiều rồi. Nay mới vô lại đĩa heo zin nè anh em. Đó. Đúng MT nha. Thuộc đồ zin KET đồ hết luôn nha anh em. À, anh em cũng biết giờ vàng đĩa trước của thằng Huy Thái giờ không hề rẻ, được mình vô đúng đời 2000 luôn nha anh em. Dây đồ đát đồ còn y nguyên hết luôn nè. À, anh em thấy rõ không? Đúng đát 2000 đồng hoàng. Mấy cái bát này cũng còn đẹp nè. Nói chung còn khá. Đấy. Để giờ vô cái miếng cao su ở trên này lại. Đây anh em mình vô miếng cao su lại nè. Đây cao su này ở nhà mình cũng còn mấy miếng mà nhưng bữa mình tháo ra cái mình làm biến gắn vô á, không có thời gian gắn vô á. Rồi quay video chia sẻ anh em mà có mấy anh em kêu ủa sao không gắn miếng cao su này, bữa nay mình sẽ gắn mấy miếng cao su này ha cho anh em xem. Đó, xe này đang rao bán nha anh em. Đó, xe này mình cũng đã làm clip nhiều lần rồi. Thì bữa nay mình sẽ quay lại cho những anh em nào chưa xem ha. Chưa xem mấy con ốc này là ốc hàng mới new hết nha anh em.
mình vô từ từ nha. Hoàn chỉnh ha. Bữa mình đi lúc trước mình đi cái lễ lễ ít á anh em. Đồng hồ còn đẹp anh em, hồ đó đỏ ôi luôn á. Đây, lồng 99 chữ nhỏ. Máy thì bao sạch sẽ nha anh em. Đấy. Không một miếng nhớt nha anh em. Khô rang. À, anh em thấy rõ không, xe là không một miếng rớt miếng nhớt. À, xe này mình bao anh em đi quậy 100 nha, chắc là nhẹ 101 là chuyện bình thường nha anh em. Chung là xe thì có sao nói vậy đi, tại xe này mình test này ngày nào mình cũng đi á, ra tốc ra đường trường đẩy trái 100 mấy 101 bình thường nha anh em, dặn 101 dặn hoài gì. Ra quốc lộ làm đi 101 là chuyện bình thường em. Máy nhẹ bưng. Con này cũng vậy nè anh em. Đấy, con này cũng vậy nè. Con này nhẹ lắm nha. Xe này phun lửa rồi nha anh em. Phun lửa bình xăng. Bao nhẹ. Xe là dọn sạch sẽ rồi nha anh em. Mua về là đổ xăng là đi thôi. Wow. Đây mình còn mấy cái niền nè anh em, căm đùm niền nè. Đây quay anh em coi nha. À, căm đùm niền. À, Gucci đùm này của thằng phụ chờ đó anh em, quay Thái anh em ơi, đùm quay Thái. À, anh em ha, Huy Thái tăng bua đẹp nha anh em. Đó, like cái niền Gucci. Đây, vừa cầm vừa nó rung rắc. Thông cảm nha, anh em thông cảm em nha. Còn này là S Thái. Đó, S Thái. Để quay chi tiết cho anh em coi luôn ha. Nguyên zin. Đây. Niền thì có xét nha anh em. Em mà có sao nói vậy nha, xét nói xét, anh quay chi tiết anh em mua được mua không, chứ giờ xét mà nói đẹp mất công lắm anh em ơi. Em thực tế à, xét nói xét, bán rẻ một chút xíu khỏi anh em mua được mua, mua được, khỏi muốn vốn muốn giết gì hết anh em, mình xét mình nói xét. Mình còn một cái niềng Samgoshi zin. Mình zin nha anh em. Hãy quay anh em coi cái niềng Samgoshi nào mất tiêu ta. Vừa cầm vừa quay nó rung lắc anh em thông cảm nha. Anh em còn một cái niềng zin theo xe Samgoshi đó, IBW đúng quê Thái 110 nha anh em. Đây quay chi tiết cho anh em coi ha, niềng có xét nha, nó có nhúm nhúm nhẹ nhẹ này nè anh em. Đó đó, nói chung là vậy. À, nó có nhóm nhẹ nhẹ vậy đó. Ở trong đây. À, ở trong nó xét vậy nè. Anh em về sơn chống xét vô đi. Chung là niềng này quay chi tiết cho anh em coi luôn nè. Thấy không? Nó có, nói chung là nó có nổ nhẹ 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 rồi đó. Samgoshi. Còn một cái duy nhất là anh em cái sau nha anh em. 1.4 nhìn thấy thì nó có 1.2.4 nha anh em. Đây mình nó nhỏ, còn khu trời nó lớn hơn 1.4.6. đây một đống luôn nè anh em,
quay sơ cho anh em coi nè. Ha. Đầu cỡ 6 7 cọc gì đó. Ở đây em còn bộ dàn áo lẻ của quê Thái. Để anh em 600.000, hai ốp sau hai cánh bẩn. Mặt nạ. Ha, anh em coi nè. Có nước bể sơ sơ nha anh em về sơn lại. 600. Rồi, con quay này là chuẩn bị gã nha anh em. Đó, quay này nè, thì bị gã. Đây tiệm em đây. Thì tiệm em nằm địa chỉ là 1982/27/12 đường Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nha. Anh em nào ở gần ở Sài Gòn thì anh em cứ ghé vào tiệm ha. Có giá tốt cho anh em thợ thầy. Rồi, video tối nay mình xin kết thúc nha. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình nha.